Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Top Thú Vị. Các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, cộng đồng khoa học đang rất hứng thú với một sao chổi được mang tên C2020F3 Newsway. Các nhà khoa học cho rằng đây là một sao chổi hiếm gặp. Nếu bạn bỏ lỡ quan sát nó trong dịp này, bạn sẽ phải chờ đợi gần 7.000 năm nữa nó mới quay lại. Và ngày 23 tháng 7 tới đây sẽ là thời điểm sao chổi tiếp cận gần trái đất nhất. Vậy làm sao để chúng ta có thể quan sát nó trên bầu trời? Hãy cùng Top Thú Vị đi khám phá trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Top Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Sao chổi là một thiên thể bay ngoài không gian. Nó gần như một tiểu hành tinh, nhưng không được cấu tạo từ đất đá, mà chủ yếu là từ băng. Sở dĩ chúng có tên sao chổi vì chúng thường có hình thù kỳ dị, đầu nhọn, đuôi to giống một chiếc chổi quét nhà. Các nhà khoa học đã mô tả, nó giống như một quả bóng tuyết bẩn vì nó chứa carbonic, metan, nước đóng băng lẫn với bụi và các khoáng chất. Các nhà thiên văn học chia sao chổi thành 3 loại, ngắn hạn, dài hạn và sao chổi thoáng qua. Sao chổi ngắn hạn có chu kỳ quỹ đạo ít hơn 200 năm, sao chổi dài hạn thì có chu kỳ lớn hơn, còn sao chổi thoáng qua, nó có quỹ đạo hình parabol hoặc hyperbol, chúng bay qua mặt trời một lần và sẽ ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, kính viễn vọng không gian Newsway của NASA trong khi thực hiện nhiệm vụ quét bầu trời, nó đã phát hiện ra một sao chổi mới được đặt tên là C2020F3 Newsway, hay còn được gọi với cái tên là sao chổi Newsway. Qua phân tích ban đầu, đây là một sao chổi có chu kỳ dài hạn. Nó quay quanh mặt trời với quỹ đạo gần giống hình parabol. Vào lúc phát hiện ra nó đang ở vị trí cách mặt trời khoảng 300 triệu km và cách trái đất khoảng 250 triệu km. Ngày 3 tháng 7 năm 2020, Newsway tiếp cận gần mặt trời nhất. Lúc này nó bay ngang qua mặt trời với khoảng cách 0,29 AU, tức 43 triệu km. Ngay sau khi tiếp cận gần với mặt trời, các nhà khoa học đã tính toán được quỹ đạo và chu kỳ của nó. Theo đó, các nhà khoa học cho rằng đây là một sao chổi có chu kỳ khoảng 6.800 năm. Điều này có nghĩa, cứ sau 6.800 năm, nó lại quay trở lại gần với mặt trời. Ngoài ra, quỹ đạo của nó gần giống hình parabol với điểm cận nhật là 0,29 AU, nhưng điểm viễn nhật cách mặt trời đến 720 AU, tức nó có thể bay xa gấp 24 lần khoảng cách hải vương tinh đến mặt trời, hành tinh xa nhất của hệ mặt trời. Đây là cơ hội hiếm hoi trong cuộc đời của mỗi chúng ta khi quan sát được sao chổi Newsway. Ngoài ra, ngày 23 tháng 7 năm 2020, vào lúc 1 giờ 14 phút theo giờ UTC, tức 8 giờ 14 phút theo giờ Việt Nam, sao chổi sẽ bay gần trái đất nhất. Lúc này nó cách trái đất khoảng 0,69 AU, tức khoảng 103 triệu km. Theo các nhà khoa học, trong giai đoạn từ nay đến ngày 23 tháng 7 sẽ là thời điểm lý tưởng để các cư dân ở Bắc Bán Cầu quan sát sao chổi này trên bầu trời. Rất may mắn cho Việt Nam là chúng ta cũng ở Bắc Bán Cầu, nên các bạn đều có cơ hội quan sát sao chổi Newsway. Mặc dù có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên bầu trời khi không bị ánh sáng cản trở, nhưng NASA khuyến nghị những người yêu thiên văn nên sử dụng ống nhòm để có thể chiêm ngưỡng toàn diện Newsway. Để quan sát được sao chổi này, các bạn cần nắm bắt được vị trí và thời gian quan sát. Ở thời điểm hiện tại, nó đang bay rời xa mặt trời. Chính bởi vậy khi quan sát trên bầu trời, ánh sáng của nó đang mờ dần đi. Tính đến ngày hôm nay 15 tháng 7, nó đang có độ sáng biểu kiến vào khoảng từ 2,1 đến 2,5. Với độ sáng biểu kiến này, chúng ta có thể dễ dàng quan sát nó bằng mắt thường. Nhưng do quỹ đạo parabol của nó nên chúng ta chỉ có thể quan sát nó vào lúc sáng sớm hoặc buổi chiều tối. Tại Hà Nội, trong thời gian này bạn có thể quan sát nó vào lúc 4 giờ 30 phút sáng theo hướng Đông Bắc trước khi mặt trời mọc. Thời điểm đó nó đang cách đường chân trời khoảng dưới 10 độ. Chính bởi vậy nếu bạn muốn quan sát nó, bạn cần lựa chọn địa điểm ít bị ô nhiễm ánh sáng và vị trí cao một chút để nhìn thấy rõ đường chân trời để thuận tiện cho việc quan sát. Đây là hình ảnh chụp được sao chổi khi các nhà khoa học quan sát ngày 10 tháng 7 tại Tây Ban Nha. Còn đây là hình ảnh được chụp tại Pháp ngày 13 tháng 7. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay 15 tháng 7, các bạn cũng có thể quan sát nó vào lúc hoàng hôn ngay sau khi mặt trời lặn. Khi đó các bạn hãy quan sát vào lúc 19 giờ 30 phút tối trên đường chân trời hướng Tây Bắc. Lúc này sao chổi sẽ xuất hiện khá thấp gần đường chân trời.
Chính bởi vậy, nếu bạn muốn quan sát tốt, hãy thực hiện theo khuyến cáo của NASA. Bạn hãy trang bị cho mình một ống nhòm hoặc kính thiên văn cỡ nhỏ để có thể ngắm toàn cảnh của sao Chổi nhé. Đến ngày 23 tháng 7, khi sao Chổi ở vị trí cận địa, thời điểm đó ánh sáng của nó đã mờ đi một chút. Lúc này, độ sáng điều khiển của nó vào khoảng 4,2. Với độ sáng điều khiển này, chúng ta vẫn có thể quan sát nó bằng mắt thường. Và phương pháp quan sát cũng tương tự như Hải Yến đã trình bày ở trên. Có điều vị trí của sao Chổi có sự dịch chuyển một chút. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn trên để tiện quan sát nhé. Ban đầu, khi các nhà khoa học phát hiện ra sao Chổi Neowise, họ dự đoán rằng khi quan sát từ trái đất nó sẽ rất mờ nhạt. Có lẽ độ sáng biểu kiến của nó chỉ khoảng 9 hoặc 10, và nó chỉ được quan sát khi các nhà thiên văn học nghiệp dư sử dụng ống nhòm hoặc kính thiên văn cỡ nhỏ. Nhưng sau khi tiếp cận gần mặt trời, độ sáng biểu kiến của nó tăng lên rất nhanh. Đỉnh điểm là ngày 1 tháng 7, các nhà thiên văn nghiệp dư đã quan sát thấy nó trước khi mặt trời mọc với độ sáng biểu kiến là 1. Với độ sáng biểu kiến này, nó dễ dàng được quan sát bằng mắt thường. Ngay sau khi các nhà thiên văn nghiệp dư phát hiện ra độ sáng rất lớn của nó đã trở thành đề tài bàn tán rất nhiều trên các trang thông tin khoa học. Nhưng rất tiếc, từ trái đất, chúng ta chỉ nhìn thấy nó vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh. Ở thời điểm này, do vẫn còn nhiều tàn dư ánh sáng của mặt trời, nên cường độ sáng của sao Chổi giảm đi đáng kể. Các nhà thiên văn cho rằng, nếu nó xuất hiện ở vị trí cao hơn trên bầu trời đêm, thì Neowise sẽ trở thành một thiên thể ngoạn mục trên bầu trời. Nhưng cho dù nó chỉ xuất hiện rất thấp trên đường chân trời buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối, nhưng đây cũng là cơ hội hiếm hoi của chúng ta khi quan sát từ trái đất thấy một sao Chổi tuyệt vời. Đương nhiên, nếu bạn có góc quan sát thuận tiện hơn như là ở vị trí của trạm vũ trụ quốc tế ISS chẳng hạn, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một cảnh tượng ngoạn mục mà vũ trụ tạo ra. Đây là đoạn video được ghép lại bởi các hình ảnh chụp được từ trạm vũ trụ quốc tế ISS. Chúng ta có thể thấy nó xuất hiện trong hệ mặt trời rất đẹp. Qua tính toán, kích thước của Neowise vào khoảng 5 km. Có một điều thú vị là ngày 5 tháng 7, các nhà khoa học chụp được bức ảnh Neowise xuất hiện hai vệt đuôi dài, trong đó có một luồng bụi rộng thấp hơn và một đuôi ion hẹp, có thể là các khí đã bị tách electron bởi bức xạ mặt trời. Theo các nhà khoa học, sao Chổi xuất hiện trên bầu trời thì không hiếm. Ví dụ ngay lúc này đây, trên bầu trời của chúng ta có thể có khoảng 10 sao Chổi, nhưng gần như chúng đều không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Nếu bạn muốn nhìn thấy nó, cần có những chiếc kính thiên văn chuyên dụng. Chính bởi vậy, sự xuất hiện của sao Chổi Neowise là một điều hết sức tuyệt vời. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát nó bằng mắt thường trên bầu trời. Lần gần đây nhất mà con người có thể nhìn thấy một sao Chổi bằng mắt thường đó là vào năm 1997 khi sao Chổi Hale-Bopp bay qua. Đây là một sao Chổi sáng bất thường tiếp cận gần trái đất năm 1997. Nó có thể được quan sát ở Bắc Bán Cầu bằng mắt thường liên tục trong vòng 18 tháng. Hale-Bopp là một trong những sao Chổi được quan sát nhiều nhất trong lịch sử thiên văn học. NASA cho biết đuôi của sao Chổi này màu xanh và trắng, nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngay cả ở những khu vực bị ô nhiễm ánh sáng như Chicago. Nhưng khi sao Chổi Hale-Bopp xuất hiện, có một điều đáng buồn với nhân loại là khoảng 40 người của một giáo phái ở San Diego đã tự sát khi sao Chổi đến gần trái đất. Có lẽ khi nhìn thấy sao Chổi này trên bầu trời, họ nghĩ rằng trái đất sắp bị diệt vong. Sao Chổi này tiếp cận gần trái đất nhất ngày 22 tháng 3 năm 1997 ở khoảng cách 1,31 AU, tức 196 triệu km. Vào những năm đó, tuy Internet chưa được phát triển như bây giờ, nhưng một trang web được thiết lập bởi phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA ghi nhận có đến 1,2 triệu lượt khách truy cập mỗi ngày vào cuối tuần lễ Phục sinh. Vào thời điểm đó, gần như tất cả những người quan tâm đến thiên văn học đều biết đến sự hiện diện của nó. Khi NASA hướng kính Hubble vào sao Chổi, nó được ghi nhận với một kích thước khổng lồ. Nhân của sao Chổi có kích thước vào khoảng từ 30 đến 40 km, gấp từ 6 đến 8 lần kích thước của sao Chổi Neowise. Các nhà nghiên cứu cho rằng, sau khi sao Chổi Hale-Bopp xuất hiện vào năm 1997, nó sẽ phải mất khoảng 2.500 năm nữa mới quay trở lại gần với mặt trời, bởi vì viễn điểm quỹ đạo của sao Chổi này cách mặt trời 370 AU, gấp 12 lần khoảng cách từ hải vương tinh đến mặt trời. Vào thời điểm đó, còn xuất hiện rất nhiều những thuyết âm mưu. Nhiều người cho rằng có một phi thuyền người ngoài hành tinh đang ẩn nấp đằng sau sao Chổi. Rất tiếc rằng, vào thời điểm đó Hải Yến còn rất nhỏ, nếu không cũng sẽ có những video thú vị về sao Chổi Hale-Bopp cho mọi người quan sát. Và kể từ đó đến lúc trước khi sao Chổi Neowise được phát hiện ngày 27 tháng 3 năm 2020, nhân loại không còn được ngắm sao Chổi bằng mắt thường nữa.
Chính bởi vậy, việc ngắm sao chổi Nail Sky trong dịp này là một hiện tượng thiên văn kỳ thú mà theo các nhà khoa học cho rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai may mắn thì có thể 4 lần được chiêm ngưỡng sao chổi bằng mắt thường. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa? Ngay sáng mai, hãy thức dậy thật sớm để chiêm ngưỡng sao chổi Nail Sky các bạn nhé! Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi giải mã những bí ẩn của sao chổi Nail Sky. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!